My name is Jacqueline and this is my husband, Dr. Ignatius. Tên tôi là Jacqueline và đây là ông xã của tôi và bác sĩ Ignatius. Firstly, I'd like to thank the fantastic Amway Vietnam management team for really making Dr. Ignatius and I so welcome and very warm hospitality. Đầu tiên tôi xin được gửi lời cảm ơn các nhà trường và các thầy cô giáo đã dành cho bọn chúng tôi một sự đón tiếp rất là nồng hậu và thân thiện, làm cho chúng tôi rất là xúc động ạ. Stop working and I see patients for free. Miễn phí.
16. Today she's still 16 years of age. Và tôi quay về hưu từ năm 16 tuổi và cho đến ngày hôm nay thì cô ấy vẫn đang ở độ tuổi 16 anh chị. Because I use Artistry and YouTube for 20 years. Bởi vì là tôi đã sử dụng Artistry và YouTube hơn 20 năm rồi anh chị. Some of you are trying to calculate our age. No need, I tell you, I'm 56 and she is 52 going 53. Các chị rất nhiều người đoán tuổi của vợ chồng chúng tôi và tôi xin bật mí các chị là tôi năm nay 56 tuổi và tôi 52 tuổi. Regularly and make sure you get a peaceful sleep at night. Và chúng ta cần phải tập thể
thể dục thường xuyên và hãy chắc chắn rằng chúng ta có những giấc ngủ ngon, giấc mỗi đêm. But the most important thing is that you must have a joyful, happy life. Nhưng mà một yếu tố quan trọng nhất đó là chúng ta cần phải có một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ. If you do all the other things, but you are emotionally unhappy, unhappy with your boss, unhappy with your downline, unhappy with your upline, you're unhappy, unhappy, unhappy. You will not leave God. Nếu mà chúng ta có tất cả các yếu sáu yếu tố còn lại mà chúng ta lúc nào cũng có một cái tâm trạng là không vui vẻ, chúng ta không vui vẻ với sếp của mình, chúng ta không vui vẻ với công sự của mình, chúng ta không vui vẻ với tuyến trên của mình, chúng ta không vui vẻ với tuyến dưới của mình, thì chúng ta không thể nào sở hữu được sức khỏe, anh chị. In the morning, when you wake up, how do you wake up in the morning? Do you wake up? Oh, I need to go to the office. How do you wake up? Anh chị buổi sáng anh chị thức dậy thế nào? Anh chị thức dậy với tâm trạng. Do you jump up from sleep? Hay là anh chị lại excited and another day to meet the prospect? Và chúng ta rất là hưng phấn khi đang ứng viên tiềm năng của mình. Okay? Another day to show the plan. Và chúng ta chia sẻ về kế hoạch kinh doanh của mình. How are you going to wake up tomorrow? Anh chị sẽ định dậy buổi sáng ngày mai như thế nào? Với tâm trạng như thế nào? It's an attitude that you have. Đó chính là thái độ mà anh chị cần phải có. Don't wait for the world to change. Change the inside. Đừng thay đổi thế giới bên ngoài, hãy thay đổi chính bên trong con người của mình. The first thing to change the inside, we must have the wellness mindset, the wellness thinking. Điều đầu tiên mà chúng ta cần phải thay đổi thế giới bên trong của mình đó là chúng ta thay đổi để mình sở hữu một tư duy sức khỏe. And I want to tell you, I am not successful because I'm a doctor. You don't have to be a doctor to be successful in the business. It's the way you think. Các anh chị, tôi chia sẻ các anh chị, tôi thành công trong công việc kinh doanh này không phải tôi là một bác sĩ, và tất cả các anh chị đều có thể thành công trong công việc kinh doanh này. Các anh chị không cần phải là một bác sĩ. There are many doctors who are not healthy. Có rất nhiều bác sĩ không khỏe mạnh. They don't have a healthy lifestyle. Họ không có một phong cách sống khỏe mạnh. The most important thing is the way you think. Đấy, điều quan trọng nhất đó chính là điều mà các anh chị nghĩ ở trong đầu của mình, đó chính là tư duy của anh chị. How big is the wellness opportunity? Và bây giờ tôi chia sẻ với các anh chị xem là cái tiềm năng thị trường ngành sức khỏe lớn. The research shows that in every country of the world, people are spending more money for to be well, for fitness, for nutrition. Các anh chị, đây là nghiên cứu của công ty nghiên cứu rất là nổi tiếng của McKinsey, đúng không ạ? Về cái nhu cầu tiêu dùng trong ngành hàng sức khỏe, về sản phẩm dinh dưỡng, rồi là tập luyện thể dục thể thao liên tục tăng trong suốt những năm qua. Remember, you are in the right business with Amway. Các anh chị hãy nhớ là các anh chị đang ở trong đúng ngành kinh doanh, trong đúng xu thế rồi các anh chị. And the good news is, if you look at COVID-19, many people think as a bad news. No, it is a good news. It woke up people. Các anh chị, một điều mà các anh chị thấy rằng nếu mà khi mình nói đến COVID, thì rất nhiều người nói đây là một đại dịch, là một rất là tiêu cực, đúng không ạ? Nhưng mà không, COVID đã đánh thức rất là nhiều điều. Why it woke up people? People realize there's such thing as virus. We must improve our immunity. We must eat vitamins. It woke up people. Vì COVID đã đánh thức con người biết quan tâm đến sức khỏe hơn, biết tăng cường hệ miễn dịch của mình, đúng không ạ? Phải sử dụng sản phẩm bổ sung dinh dưỡng để có bảo vệ sức khỏe. So today people understand a proactive health to take care of ourselves before we fall sick. Và bây giờ con người hiểu rằng là chúng ta cần phải chăm sóc sức khỏe một cách chủ động để tránh xa khỏi bệnh tật, đúng không các anh chị? So to be successful in the business is the way you think. Nên là tôi khẳng định lại với các anh chị một lần nữa, để chúng ta có thể thành công trong công việc kinh doanh này, đó là cách mà các anh chị suy nghĩ. And understand, our business is not looking for who got lung cancer, I want to sell them at most of you. Các anh chị nhớ rằng công việc kinh doanh của chúng ta không phải đi tìm kiếm những người ví dụ như là bị bệnh như là ung thư phổi thì chúng ta mới đi bán bánh lọc không khí, anh chị. There is two type of industry, the sickness industry and the wellness industry. Có hai ngành công nghiệp, đó là ngành công nghiệp về bệnh tật, chăm sóc về bệnh tật, và một ngành công nghiệp đó là ngành chăm sóc sức khỏe, anh chị. The sickness industry is the hospital. When you fall sick, you go there. Chăm sóc bệnh tật đó là công việc của bệnh viện. Có nghĩa khi chúng ta ốm thì chúng ta đi bệnh viện, đúng không? But we are the wellness industry. We take care of people so that they don't fall sick and go to the hospital. Nhưng mà công việc kinh doanh của chúng ta là chúng ta chăm sóc sức khỏe, chúng ta giúp khách hàng của mình không bị ốm để khỏi phải đến bệnh viện. All of us here, I suppose, have a car or a motorbike, correct? Do you service your car or motorbike? Các anh chị, tất cả chúng ta ở đây chúng ta đều có hoặc là xe máy hoặc ô tô, đúng không ạ? Chúng ta có đưa ô tô xe máy của mình đi bảo hành bảo trì. When you service your car or motorbike, it's not because it's broken, it's because you don't need to break down. Chúng ta bảo trì bảo dưỡng ô tô của mình không phải bởi vì chúng ta nó hỏng, mà bởi vì chúng ta không muốn nó bị hỏng, đúng không ạ?
you must believe the product 100%. Bí quyết của tôi để mà thành công trong công việc kinh doanh này, điều đầu tiên đó là chúng ta cần phải tin tưởng 100% vào sản phẩm của mình. And I want to tell you, whatever MBA launches, you buy without thinking, because you must buy to experience the product. Anh chị, bất kỳ khi nào sản phẩm mới tung ra, chúng ta hãy mua với không phải cần một đắn đo. Bởi vì sao? Chúng ta phải là một người trải nghiệm sản phẩm trước khi chúng ta chia sẻ với khách hàng. Even if you think you got no problem, you use the atmosphere in meaning. You will wake up in the morning feeling your nose and lung just very clear. I cannot explain. You have to experience. Các anh chị, kể cả các anh chị không có vấn đề về đường hô hấp, các anh chị hãy mua máy lọc không khí mini để trải nghiệm. Các anh chị sẽ thức dậy với một cái khoang mũi và cái lá phổi rất là trong lành. Tôi không thể nào mà chia sẻ cái cảm giác này với các anh chị. Các anh chị nhất định phải tự trải nghiệm cái cảm giác đấy, đúng không ạ? And when you experience the goodness of something, your belief will be very high. When you talk to someone, you have more power to influence the people. Và khi mà các anh chị đã có trải nghiệm thực tế và mình cảm nhận nó tốt thực sự, các anh chị sẽ đi chia sẻ với một niềm tin rất là cao, và khách hàng của các anh chị sẽ cảm nhận được cái năng lượng đấy của các anh chị, cái sự chân thành đấy của các anh chị, và khách hàng sẽ cảm động với cái sự chia sẻ của các anh chị, đúng không? So our belief to be up, we must experience the product. Và để nâng cao cái niềm tin của mình thì chúng ta chỉ có một cách duy nhất, đó là trải nghiệm sản phẩm. So one thing you must understand, we are not selling a product. We are about changing people's health. Và các anh chị hãy nhớ rằng là chúng ta không phải là những người đi bán hàng, mà chúng ta là những người giúp khách hàng của mình thay đổi và chuyển hóa bản thân họ, chuyển hóa sức khỏe của họ, đúng không ạ? It's just like when you use the artistry, you use the body key, your health become better. People look at you, you have changed, and they want your change. They don't want the product, they want your new you. À, khi giống như khi mà các anh chị sử dụng artistry, các anh chị sử dụng body key, các anh chị có làn da đẹp hơn, vóc dáng đẹp hơn, và khách hàng nhìn thấy sự thay đổi của các anh chị, và khách hàng sẽ mua bằng cái sự thay đổi đó. Chứ khách hàng không muốn mua sản phẩm, khách hàng không muốn sản phẩm mà muốn một cái con người mới của các anh chị, muốn vóc dáng mới của các anh chị. So, remember, you are the first customer. Nên là chúng ta phải nhớ rằng là chúng ta phải là khách hàng đầu tiên của chính bản thân mình. This is my upline founder's current president FC Celia. She is much older than us, but how healthy she looks. Và đây chính là tuyến trên FC của tôi. Cô ấy nhiều tuổi hơn chúng tôi rất nhiều. Các anh chị nhìn xem cô ấy như thế nào, vóc dáng của cô ấy như thế nào, rất nhiều hơn so với chồng tôi. So if she talks about the product, people will buy because they look at her. She looks glowing, she looks slim, she looks healthy. They are buying you, not buying the product. Đây là khi mà cô ấy chia sẻ về sản phẩm thì khách hàng sẽ mua ngay lập tức, bởi vì họ nhìn vào vóc dáng của cô ấy, nhìn vào sự trẻ trung của cô ấy, nhìn vào sức khỏe của cô ấy, để họ mua chính cái sự thay đổi của cô ấy, chứ họ không mua sản phẩm. So the first thing we must do, we must look at ourselves. Go to your mirror and look at the mirror. Việc đầu tiên mà các anh chị cần làm đó là các anh chị hãy soi vào gương để ngắm chính mình. What do you have to change? Điều gì mà chúng ta cần phải thay đổi? For those of you who are married, ask your wife, she'll tell you the truth. Nếu mà đối với anh chị mà đã có gia đình rồi, các anh hãy hỏi vợ của mình, vợ của chúng ta sẽ nói thật với chúng ta. We can always change. We can get more fit, more healthier. Correct? Chúng ta cần phải vóc dáng của chúng ta đẹp hơn, chúng ta cần phải khỏe hơn, đúng không ạ? When you change, people will notice you have changed. Và khi mà các anh chị có sự thay đổi thì người khác sẽ nhìn thấy sự thay đổi của các anh chị. So if today you have a health issue, your skin is not so nice, your blood pressure is high, work on it, and then you can share people your testimony. Nên nếu mà ngày hôm nay các anh chị có hơi béo, đúng không ạ? Hay các anh chị có làn da chưa được đẹp, hay các anh chị có vấn đề về đó về sức khỏe, các anh chị hãy thay đổi điều đấy và khách hàng sẽ nhìn thấy sự thay đổi của các anh chị. This is a very famous photo of twins. Đây là hai anh sinh đôi ở Trung Quốc, anh chị. One of them takes Nutrilite. Who? Can you guess who takes Nutrilite? Anh chị có thể đoán ai là người sử dụng Nutrilite hàng ngày không ạ? This is another lady. Đây là một cô gái khác, đúng không ạ? One is an auntie, one looks like a beauty. Một cái ảnh thì gọi là một bà cô, đúng không ạ? Ảnh là một cô thiếu nữ, đúng không ạ? You can even transform your parents or your grandmother. Anh chị đều có thể chuyển hóa chính bố mẹ mình hay ông bà của mình, anh chị. Everybody has hope. Đều có hope, đều có hy vọng, đều có mong muốn này. You don't stop dancing because you're old. You're old because you stop dancing. Anh chị đừng dừng nhảy khiêu vũ
ourselves. Đây là chúng ta. Chúng ta cần phải chiến thắng bản thân trước, chúng ta phải thay đổi bản thân mình trước. When we work on ourselves, you don't need to work very hard. People look at you and they'll follow. Anh chị, nếu khi chúng ta thay đổi bản thân mình, chúng ta không cảm thấy khó, và khi mà chúng ta thay đổi được bản thân mình thì mọi người sẽ đi theo mình. And very important, when we do this business, you must be honest and do your business with integrity. Don't cheat people. Anh chị, và điều quan trọng nhất khi công việc kinh doanh này đó là chúng ta cần phải làm nó một cách chân thành nhất và không được lừa dối mọi người, không được lừa dối khách hàng. Don't go and tell people you use Epoxy Mini can cure lung cancer. Các anh chị đừng chia sẻ với khách hàng rằng là anh chị hãy dùng cái máy lọc không khí này anh chị sẽ chữa các bệnh ung thư phổi. People say how what is the size of the particle you can filter? Don't say 0.007 like James Bond. Các anh chị khi mà người ta hỏi rằng là có thể lọc được cầu min bao nhiêu, các anh chị đừng nói là 0.0007 như là James Bond. Tell the truth. If you don't know, you say that is a good question. I'll find out for you. Nếu mà các anh chị khi mà khách hàng trả lời, các anh chị hãy nói sự thật. Và nếu các anh chị chưa biết câu trả lời, các anh chị hãy nói với khách hàng rằng đây là một câu hỏi rất là tuyệt vời và tôi sẽ kiểm tra để trả lời cho anh chị. So don't wait to be perfect to go and share about the Epoxy Mini. Nên là chúng ta đừng đợi khi mà mình biết tất cả mình hoàn hảo rồi mình mới đi chia sẻ về sản phẩm máy lọc không khí. Don't wait to have all the information, then only next year you go and share about Epoxy Mini. Đừng có đợi đến khi thị trường thử test xem là có ai bị làm sao không rồi mình mới bắt đầu đi chia sẻ máy lọc không khí. You go and share about the Mini from what you have learned today. If you don't know, when people ask you, you say that's a good question, I'll find out and reply you tomorrow. Các anh chị hãy chia sẻ với khách hàng những thông tin mà các anh chị học được trong buổi tối ngày hôm nay, và khi mà họ đặt các câu hỏi mà các anh chị chưa thể trả lời được, các anh chị chỉ cần nói với khách hàng của mình một cách chân thành rằng đây là một câu hỏi rất là tuyệt vời, tôi sẽ đi hỏi lại để trả lời các anh chị, được không ạ? So remember, we are not just selling a product to a robot. We are talking to a human, we are talking to people. So very important is the relationship that you build. Anh chị hãy nhớ rằng là chúng ta không phải là những người đi bán hàng như một cô máy hay bán hàng cho các cô máy, mà chúng ta đang làm việc công việc kinh doanh giữa con người với con người, nên chúng ta cần phải chú trọng đến việc xây dựng mối quan hệ và uy tín với khách hàng. And remember, if you go and promote the Mini today, they may not buy today, but it doesn't mean you are not successful. Và ngày hôm nay chúng ta đi chia sẻ sản phẩm với khách hàng chưa đồng ý sử dụng sản phẩm không có nghĩa rằng là họ sẽ không mua sản phẩm, mà có thể họ sẽ mua ở trong tương lai. Because when we share, we plant the idea, a seed in the mind. Bởi vì khi mà chúng ta bắt đầu chia sẻ với khách hàng là chúng ta đã gieo một cái hạt giống về sức khỏe vào trong tâm trí của khách hàng. They will remember the first person who shared to them because it's a seed in the mind. Họ sẽ nhớ đến khi mà họ có nhu cầu, họ sẽ nhớ đến người đầu tiên đã chia sẻ với họ bởi vì đấy là hạt giống đã được gieo vào trong tâm trí của họ. All we need to do is now and then give information. Additional information is like watering the seed, make the seed grow like a tree growing from the brain. Tất cả những điều mà chúng ta cần làm, chúng ta chỉ cần liên tục chia sẻ những thông tin mà chúng ta biết được để cho khách hàng giống như chúng ta đã gieo hạt rồi, chúng ta hãy tưới nước cho cái hạt giống đấy, nó đẩy mầm nảy mầm và nó trở thành một cái cây ở trong tâm trí của họ. And one day when the idea you planted in their mind has grown to a tree with fruits, they will call you and say, I want 3 Mini. Lại vào đến một ngày, cái cây đấy được ươm cho đến ngày đơm hoa kết trái, thì họ sẽ gọi điện cho các anh chị nói rằng là tôi cần 2 cái máy lọc không khí. Because when you buy a product that is not normal or a normal pricing, people will take some time to make a decision. They can't make a decision on the spot. Bởi vì khi mà chúng ta chia sẻ bất kỳ sản phẩm gì, họ cần phải có thời gian để suy nghĩ. Họ không ngay lập tức ra quyết định ngay từ thời điểm đầu tiên đâu anh chị. So always follow up, always send information next month. Your sale will come later. Some sale come earlier, some sale will come later. But the sale will come. We are always 100% successful. That's the way you think. Và các anh chị có thể, bởi vì khi mà chúng ta chia sẻ thì công việc cái kết quả sẽ không đến ngay, nhưng chúng ta cứ liên tục định kỳ chia sẻ với khách hàng, liên tục định kỳ chia sẻ với khách hàng và kết quả kinh doanh của chúng ta sẽ đến. Các anh chị hãy liên tục cài đặt vào trong tâm trí của mình và chắc chắn là chúng ta sẽ chia sẻ thành công cái sản phẩm này với khách hàng của mình. So when people see you are consistent, this year you're in Amway, next year you're in Amway, 5 years time you're in Amway, I have people join us after 10 years. So my SDP 10 years ago is 100% successful.
Các anh chị hãy liên tục chia sẻ, bởi vì khách hàng chứng kiến cái sự tin, niềm tin của chúng ta đã có cơ hội kinh doanh này, nhìn thấy sự kiên trì của chúng ta khi mà chúng ta làm trong cái kinh doanh này. 1 năm, 2 năm, 5 năm, tôi có một kiến giới sau 10 năm mới bắt đầu kinh doanh cùng với Amway. Sometimes people want to see, are you serious? You talk to me about atmosphere today, but next year you're doing some other business. Nhiều khách hàng họ xem rằng chúng ta có thực sự nghiêm túc trong công việc kinh doanh này hay không, bởi vì họ sẽ xem là năm nay các anh chị chia sẻ với tôi về sự tốt đẹp của cái lọc không khí của Amway, năm sau liệu rằng các anh chị có chia sẻ về sản phẩm khác hay không, các anh chị có thực sự là có uy tín hay không. Then people know you can be depended on, you can be trusted because you are passionate about what you do, you are still doing it. Và khi người ta nhìn thấy sự kiên trì của mình, niềm đam mê của mình, họ sẽ tin tưởng để giao phó sức khỏe của họ cho mình, các anh chị có biết không ạ? And remember, when you share about a product, you share about Nutrilite, you share about artistry, anything you share, don't use your head, use your heart. Các anh chị hãy nhớ rằng khi mà chúng ta chia sẻ tất cả các sản phẩm của Amway, từ sản phẩm sức khỏe, sản phẩm lạ này, give you an example. Các anh chị hãy chia sẻ từ trái tim của mình chứ đừng chia sẻ vị trí. When I met my wife, okay. Tôi chia sẻ với anh chị câu chuyện về câu chuyện gặp gỡ của tôi với vợ của tôi. If I share from the head, it's like, oh, you are a graduate, I'm a graduate, so your salary is good, you know, so I think we can get married. Đây là cách mà tôi chia sẻ bằng vị trí các anh chị. Chúng ta đều tốt nghiệp đại học và em trông rất là xinh đẹp. Tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể cưới nhau được đấy. Đấy là dùng lý trí. Đúng là dùng lý trí. It's like when you lose. Khi mà mình yêu, mình sẽ nhìn cái say đắm như thế, không cần nói cái gì. Không nói cái gì cả. The way you hold the hand. Cách mà các anh chị nắm tay người ta. So when you share about a product, share the emotion behind the product. Why you use product, why you use Nutrilite, why you use atmosphere meaning in your house. Share your experience, share your heart. This is 0.0024 CADR. People don't buy from the head, they buy from the heart. All right, ladies. Các hàng right. Không mua từ cái đầu mà họ sẽ mua từ trái tim của họ. Và các chị hãy chia sẻ về cảm nhận của mình, về trải nghiệm của mình, về hiệu quả của mình khi sử dụng những sản phẩm của Amway. Có phải không các cô gái? Chúng ta đều yêu bằng trái tim chứ chúng ta đâu có yêu bằng cái đầu, đúng không các anh chị? So always share your experience. You know, say for this meaning you put in the room, it looks very beautiful in the corner, it looks like a very modern device, you know, and then you say it keeps the air fresh. When I come back home, I feel so relaxed. When I wake up in the morning, my lungs are so clear, my mind is clear. Share your experience. Hãy chia sẻ trải nghiệm của mình, chia sẻ về máy lọc không khí khi xuất hiện trong gia đình mình. Nó có thể là một cái máy nhìn rất là sang trọng và lịch thiệp ở trong căn phòng làm cho căn phòng của chúng ta trông sáng hơn, đẹp hơn. Và mỗi một buổi tháng thức dậy, tôi thấy trí não của mình thông thoáng hơn, lá phổi của mình trong sạch hơn và tôi cảm thấy rất là hứng thú với một ngày mới. Example, when you want to promote Double X, for example. Tôi lấy ví dụ khi mà các chị chia sẻ về sản phẩm Double X. You don't tell them, oh, this got 27 vitamin, 23 mineral, 20. Các anh chị đừng nói rằng là cái sản phẩm này nó có 10 vitamin, 12 khoáng chất, 22 dưỡng chất thực vật, đừng nói như vậy. You say, Mr. Tony, you take this Double X, your mind will be clear, you will sleep so well, tomorrow you wake up refreshed, you will have so much energy. Các anh chị hãy nói là anh Tony ơi, anh sử dụng cái sản phẩm này, anh sẽ cảm thấy rất là năng lượng. You share your experience, how you feel. I gave to my grandmother, now she can run the marathon. Tôi chia sẻ rằng là khi mà tôi share real stories. Bà tôi cũng có thể chạy marathon rồi. Share real stories. Hãy chia sẻ câu chuyện thật, chia sẻ cái hình ảnh thật, đúng không ạ? So when you understand that, your sales is going to go up. Và khi mà các chị hiểu cái cách mà chúng ta chia sẻ sản phẩm như vậy, chúng ta kinh doanh của chúng ta sẽ liên tục tăng trưởng. I just share. I actually had some pictures to share, but it couldn't be shared because, you know, for some reason. Okay, because your government has to see what pictures I can share. But anyway, I share the story. I had one young man with sinus for 8 years. Và tôi có một câu chuyện mà tôi chia sẻ với anh chị là tôi có một khách hàng còn trẻ và bị viêm xoang ấy là 8 năm rồi anh chị. His medical report is as thick as the Bible. Yeah, các cái báo cáo về sức khỏe của anh ấy dày như một quyển kinh thánh anh ấy. And he has spent about $80,000 for his treatment for the sinus. Và trong suốt 8 năm như vậy thì anh đã tiêu tốn khoảng $80,000 để chữa cho cái căn bệnh xoang của anh ấy. So because the insurance finished, the mother's insurance to cover him finished, he got no choice, he can't go to the hospital anymore. Và bởi vì là cái bảo hiểm của anh ấy khám nhiều quá nên là người ta cắt đi nên là không thể mà đi khám nữa. So he came to see me and I said, I'll recommend to you good
right? And I say you need to use the atmosphere. Và khi mà anh ấy tìm đến tôi chia sẻ với anh ấy rằng là anh phải làm thay đổi cái khẩu phần ăn của mình, bổ sung thêm dinh dưỡng, chúng ta sử dụng cái lọc không khí atmosphere. He has gone for so many treatment for his sinus, nothing cured him. Anh ấy đã đi ra qua rất nhiều những cuộc kiểm tra và điều trị bằng các loại thuốc mà không thể chữa được. So after using the atmosphere, taking the omega 3, the double X, and the vitamin C and the atmosphere, he went for check-up after 2 months. Và sau khi mà sử dụng theo cái tên mà tôi kê, Neutralize của omega 3 rồi double X vân vân và sử dụng máy lọc không khí, sau 2 tháng anh ấy đi kiểm tra ở bệnh viện. So he went to the ENT specialist who put the camera through the nose, you know, like a scope, and he said, wow. What did you do? All your sinus is clearing up. Và khi mà anh kiểm tra nội soi cái đường tai mũi họng thì bác sĩ rất là ngạc nhiên là tại sao cái khối viêm xoang đấy nó không còn nữa, nó đang. And he showed me the photo which the doctor took clear, and after a few months 100% clear. Và anh ấy gửi ngay cho tôi cái hình ảnh nội soi đó và sau mấy tháng sau thì hoàn toàn không còn một chút nào nữa. So till today he hasn't gone back to the hospital. It's almost 3 years, he is clear from the sinus and he's still using the atmosphere and taking the vitamins. Và đến bây giờ là 3 năm rồi anh ấy không bị viêm xoang tái lại và anh vẫn đang tiếp tục sử dụng sản phẩm Neutralize và máy lọc không khí Asmongen. I have other cases where the children got eczema. Eczema is like, you know, when they're born, like 6 weeks, they got all the red rashes. Có một cái ví dụ khác nữa đó là một cái em bé bị chàm, các anh chị. So when we give the put the atmosphere in the room, the eczema disappear. Và khi mà tôi cho gia đình đó sử dụng cái máy lọc không khí trong phòng ngủ của em bé thì sau đó thì tất cả các vết chàm. I have pictures but I can't show you. Tôi có ảnh nhưng mà tôi không thể cho các anh chị xem được. So what I will tell people who have children with eczema. Nên là tôi sẽ chia sẻ với tất cả những các anh chị mà có con bị chàm nhé. You can say like what the doctor shared just now, that study shows if you reduce air pollution, your eczema and allergy will get better. Bởi vì tất cả nghiên cứu của khoa học cũng chứng minh rằng khi mà không khí chúng ta sạch thì các cái căn bệnh về eczema, nghĩa là về da ấy ạ, nó sẽ giảm rất là nhiều. And our product Atmosphere Mini is certified. I'm very sure if you use this for your child, I am very confident your child will get better. Và máy lọc không khí mini của Amway đã được chứng nhận và tôi tin tưởng chắc chắn rằng nếu anh chị sử dụng cái lọc không khí này cho con của mình thì chắc chắn căn bệnh đấy nó sẽ dần dần biến mất. Don't you agree? Anh chị có đồng ý không ạ? You think about it. Even if the child improve 50%, you are successful. You don't have to be 100% successful. Anh chị kể cả đứa bé đấy được giảm đi 50% cái căn bệnh của em bé đấy cũng là thành công rồi, đúng không anh chị? Không cần phải 100% đúng không ạ? So that's why you share stories. You share stories. After some time, you get lots more stories as you promote more atmosphere. Đây là các anh chị hãy chia sẻ những câu chuyện thực của khách hàng của mình. Và các anh chị càng chia sẻ nhiều, các anh chị càng có nhiều câu chuyện để đi kể với khách hàng của mình, đúng không? You must start thinking who can you go and promote to. Đây là bây giờ tôi chia sẻ với các anh chị xem là ở những nơi nào, những ai mà chúng ta có thể đi chia sẻ, đúng không ạ? People who live in apartments in the city where it's polluted. Những người mà sống trong những căn nhà ở trong thành phố rất là ô nhiễm. Everybody sleeps in a bedroom. Everybody needs it. Tất cả chúng ta đều ngủ trong phòng ngủ, đúng không ạ? Do you know any body who does aesthetic treatment, dental treatment? They see patients coming in. Atmosphere will help. Và những cái phòng khám, đúng không ạ? Phòng khám nha khoa, phòng khám đa khoa, đúng không ạ? Họ đều có bệnh nhân liên tục ra vào và cái nguy cơ lây nhiễm rất là cao. Họ cần máy lọc không khí. Do you know anybody who got daycare center? They got many children there. Các anh chị có biết ai trong số danh sách khách hàng của mình là có gọi là gì, trường mầm non, đúng không ạ? Rồi là các cái cơ sở trông giữ em bé, họ đều cần đến không khí trong lành. Anybody you know has a meeting room, office room, or teachers teaching tuition in a classroom? Trong mối quan hệ của anh chị có ai là thầy cô giáo đang dạy ở trong các cái trường học, đúng không ạ? Ở các cái cơ sở đào tạo họ đều cần những cái máy lọc không khí như thế này. People who have gym, people who teach yoga. Những người mà tập gym trong phòng gym, những phòng tập yoga, họ đều cần cái máy lọc không khí này, anh chị. You must start thinking creatively. You know people, but now you need to approach them. Và khi mà anh chị có những người đấy trong danh sách của mình, điều anh chị cần làm đó là chia sẻ với họ về máy lọc không khí của chúng ta. Another approach is help people who are most sensitive or vulnerable. Và đối tượng tiếp theo là những cái khách hàng mục tiêu mà chúng ta có thể tiếp cận. Nhóm đầu tiên đó là những nhóm mà cần phải sự giúp đỡ, cần có sự giúp đỡ. You and I may be strong, but a baby is not strong. Chúng ta có thể
là người lớn chúng ta khỏe mạnh nhưng em bé mới sinh thì không đủ khỏe để chống lại ô nhiễm. How many of you know somebody who's in the relative or friend is pregnant? Put up your hand. Ai trong số em chỉ có bạn đang mang bầu cái gì? Only one person knows somebody who's pregnant. Cả nhà có một người biết là có người đang mang bầu. How many people got someone who has a baby? Who knows somebody? Hay là anh chị có ai bạn bè mình đang có con nhỏ không ạ? So many. Có rất nhiều đúng không ạ? These are the people you call them and say, hey, I have a product I believe can help you. You're going to deliver a baby. You can have this in your baby's room. Đấy là những người mà các anh chị có thể chia sẻ với họ về máy lọc không khí này, bởi vì máy lọc không khí này sẽ giúp cho em bé của họ có những giấc ngủ ngon hơn và khỏe hơn. People who have allergy. Những người mà có dị ứng, đúng không ạ? Bị dị ứng. I have a story. We had this lady about 30 years old. Every day she will get rashes. Every day she will get rash. Và tôi chia sẻ với anh chị, tôi có một khách hàng là có người cô này vừa hơn 30 tuổi và ngày nào cũng bị mẩn ngứa. So she bought an atmosphere and started taking vitamins and after about 4 months it totally stopped. Và cô ấy bắt đầu sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng Nutrilite cộng với sử dụng máy lọc không khí của Amway thì sau 4 tháng tất cả những hiện tượng dị ứng đấy mẩn ngứa đây đều biến mất các chị. For 20 over years. Sau 20 hơn 20 năm. She was having rash every day for 20 years. Ngày nào cũng gãi hơn 20 năm các chị. Elderly people, how many people but elderly people always get lung infection, get cold? Bao nhiêu trong số các anh chị quen những người già mà thường xuyên bị ho ạ, hay bị viêm phổi ạ, hay bị những cái vấn đề về đường hô hấp ạ? And if you got elderly parents, if you got a father or mother who used to smoke, they will have lot of cough. Đặc biệt là những người già mà ngày xưa hay hút thuốc lá thì họ có rất nhiều đờm trong phổi của họ. Họ rất cần cái máy lọc không khí này các chị. And of course people who have asthma, you know who got asthma. Đặc biệt là những người bị hen đúng không ạ? Asthma ấy ạ, thì họ rất cần. Another group is the proactive health group. Một nhóm nữa, không phải là nhóm cần được chăm sóc mà những nhóm mong muốn có một lối sống khỏe mạnh. So example, you know someone who goes to the gym. Ví dụ những người mà hay thích tập gym, exercising. Tập luyện. Then you ask them, why are you becoming the air filter for Ho Chi Minh City? Why are you becoming the air filter for Ho Chi Minh City? Khi mà họ đăng tập thì các anh chị hỏi họ rằng là sao bạn lại biến lá phổi của mình thành cái máy lọc không khí trong thành phố Hồ Chí Minh? And have you seen people jogging on the road? Anh chị có nhìn thấy những người chạy ở công viên mà chạy trong công viên, chạy trên đường ấy à? They are the portable air filter. Họ là những cái máy lọc không khí di động, anh chị. What are you doing? You're cleaning the air in the city. Các anh chị, họ đang làm sạch không khí cho thành phố đấy, anh chị. So you educate them. Why don't you buy an atmosphere mini? Put in your room or living room and exercise there. Và hướng dẫn họ rằng tại sao bạn không mua một cái máy lọc không khí đặt ở trong phòng nhà bạn và bạn tập luyện ở đó. At least you're breathing the clean air when you're exercising. Ít nhất là bạn sẽ hít thở nguồn không khí trong lành trong lúc mà bạn đang tập luyện. Make them think. Là hãy đặt những câu hỏi cho họ suy nghĩ anh chị. You can also think bigger. Và các anh chị cũng có thể nghĩ lớn hơn. Don't sell one. Đừng có bán một cái. I tell you, when you sell one mini, you win. That family will buy 3 or 4. Khi mà chúng ta bắt đầu bán một mấy cái máy lọc không khí thì các anh chị hãy chờ, gia đình đó sẽ mua 3 đến 4 cái. In my house, ở trong nhà của tôi ấy, we have 6 units. Tôi có 6 cái. Okay, now got 5 because my son went to college. He took one for his room in his apartment. Bây giờ thì còn lại 5 bởi vì con trai tôi đi học ở ký túc xá và nó mang theo cái ở phòng nó đến trường. So most family won't have one. If they buy one, you are very sure you'll have repeat business. Thế nên là tất cả các gia đình họ sẽ không mua một cái đâu. Khi họ đã bắt đầu mua một cái, họ sẽ mua 3-4 cái. So think big. Maybe you know someone who's a company director. You know someone who runs an office or hospital director, anything. Approach them. Và hãy nghĩ đến những khách hàng là doanh nghiệp. Nếu các anh chị có mối quan hệ là những chủ doanh nghiệp. So, our biggest sale was 14 units to one company. Đây là cái đơn hàng lớn của tôi mà tôi bán 14. 14 cái máy lọc không khí trong một công ty, các anh chị. Of course, this is the older model. Cái này là cái loại cũ, mô hình cũ đúng không ạ? Cái version cũ của máy lọc không khí. You know, we went and explained to them, many other people come, they want to sell the brand X, brand B, brand C. Và khi mà tôi đến chia sẻ về cái máy lọc không khí này cho doanh nghiệp này thì cũng có rất nhiều hãng khác đến chia sẻ, anh chị. I just tell them, ours is 0.0024, like James Bond. Và tôi chỉ nói với họ rằng sau tất cả chia sẻ thì tôi nói rằng là máy lọc không khí của chúng tôi có thể lọc được với kích thước 0.0024 micromet. Energy Star rating. Và bắt đầu họ đánh giá. AHAM certified, British Energy certified. Có AHAM chứng nhận đúng không ạ? Có tổ chức chứng nhận. Other brand
at that level of performance. Không có một đối thủ nào có thể có được tất cả những cái chứng nhận đấy, anh chị. Think bigger. Các anh chị hãy nhớ là nghĩ lớn hơn, hãy nghĩ lớn hơn. And remember, service your client. Sometimes your client will cause you an inconvenient time and say, "Oh, I need the filter light need to change." Go and change. Don't say, "Oh, I'm very busy. I come next week." Các anh chị hãy nhớ một điều là chúng ta cần phải chăm sóc khách hàng thật là tốt. Ngay cả khi khách hàng gọi cho chúng ta vào những thời điểm rất là nhạy cảm, chúng ta không thể đi được, chúng ta cũng ngay lập tức đến và thay lõi lọc cho họ. Đừng nói với họ rằng là tôi đang bận, tuần sau tôi mới đến. In my house now, I have about 12 filters. Ở nhà tôi bây giờ tôi đã có 12 cái lõi lọc. The replacement filter. Để tôi đi thay thế cho khách hàng. Why? Vì sao? Sometimes there's no stock. Bởi vì nhiều lúc là hết cái lõi, anh chị. Right. Ở công ty ấy, hết cái lõi. And your customer red color. He say, "Now red, I scared to bleed." You say, "I'll wait next month for the stock to come because now Ukraine go war." Và khi mà khách hàng cái máy nó báo đỏ rồi bảo thay lõi cho tôi bảo là, "Ôi công ty hết hàng rồi, đợi đến tháng sau ạ." You are a business person. How come you got no stock? Chúng ta là người kinh doanh, làm sao mà chúng ta lại không có hàng hả các anh chị? You go and service the car, the guy say your car can drive next month when the part come. Các anh chị, nếu mà các anh chị mang cái xe của mình đi bảo trì và họ nói rằng là tháng sau anh hãy quay lại lấy xe bởi vì cái đấy nó đang hết hàng đúng không ạ? Lốp nó đang hết. If you have Nutrilite customer, make sure you have the stock. Các anh chị, nếu các anh chị có khách hàng là Nutrilite, các anh chị hãy có hàng. If you sell body key, make sure you have stock. Nếu mà chúng ta bán body key, chúng ta phải có hàng ở nhà sao? Sometimes your customer will ask you maybe on a Friday night and then it's public holiday. You have stock to give it to them. Nhiều khi khách hàng của chúng ta gọi điện vào cái lúc mặt tối ngày thứ 6 và ngày thứ 7 chủ nhật hôm sau là ngày nghỉ lễ, công ty đóng cửa, các anh chị không có hàng giao cho khách, làm thế nào? Then people know you are serious. They can depend on you. Và khi họ gọi các anh chị bất kỳ lúc nào, các anh chị có thể ngay lập tức phục vụ thì họ biết rằng các anh chị thực sự nghiêm túc trong công việc kinh doanh này. So durable product. Product like Atmosphere Mini gives you an opportunity to get repeat sales and clients. Đây là các anh chị những cái sản phẩm mà gọi là có độ bền ấy, thì nó sẽ cho chúng ta cơ hội bán lặp đi lặp lại. When I sell you a motorbike, I'm going to see you again because you're going to come and service the motorbike. Khi mà tôi bán cho các anh chị một cái máy kéo một cái xe máy, tôi sẽ đợi các anh chị đến để bảo trì đúng không ạ? So when you sell an Atmosphere Mini, they're going to see you again because you're going to go and service them. Nên là khi mà chúng ta bán một cái máy lọc không khí mini, chúng ta sẽ đợi được họ quay trở lại để phục vụ họ, đúng không ạ? Thay cái lõi. In a car or motorbike business, the business is just not selling the car or motorbike. It's about servicing people. That is also another big business. Khi mà họ kinh doanh bán xe máy hay ô tô, họ không chỉ bán mỗi cái xe máy hay ô tô đâu anh chị. Họ sẽ kinh doanh bằng dịch vụ chăm sóc khách hàng của họ. And every time you go to service the filter, you can promote other product, build relationship. Và mỗi lần họ đến để bảo trì bảo dưỡng, chúng ta ngoài cái việc bảo trì ra, chúng ta có thể bán thêm sản phẩm, đúng không anh chị? Giống như việc khi chúng ta đi thay lõi, chúng ta có thể bán thêm sản phẩm về sức khỏe. And understand, if you sponsor somebody as a, you have APC here, you have APC. Yeah. Yeah. If you sponsor someone as an APC and they buy the Atmosphere, they won't resign. Why? They need to buy the filter every 6, 8, 9 months. Và khi mà chúng ta có một khách hàng mà mua máy lọc không khí thì họ sẽ không bao giờ bỏ thẻ, đúng không ạ? Bởi vì họ sau 6 tháng đến 10 tháng họ lại phải mua cái lõi, nên là cái thẻ đấy nó sẽ kéo dài mãi mãi. So the potential is very big. Nên là cái tiềm năng nó rất là lớn anh chị. So here's a calculation we did to show you. Example, if you are you got a personal group, let's say example you are a platinum group. Let's say you are a platinum with 50, 80 people in your group, and let's say you promote 5, your whole group, you promote 5 mini a month. Bây giờ tôi tính cho các anh chị một bài toán đúng không ạ? Ví dụ giả sử nhóm các anh chị là một nhóm platinum và có từ khoảng 80 đến 100 nhà phân phối, và giả sử mỗi tháng ấy, cả nhóm chúng ta chỉ bán có 5 cái máy lọc không khí thôi. Đúng không ạ? Có 5 cái cả tháng thôi nha các anh chị nhá. Let's say they only replace the filter every year, but we know it's 6 to 8 months. Và cứ giả sử rằng là cứ mỗi một năm chúng ta thay lõi một lần, khách hàng sẽ thay lõi một lần. So in year 2, you get 500 PV automatic. Và đến năm thứ 2 chúng ta có 500 PV tự động, đúng không ạ? Bởi vì họ thay lõi, một cái lõi khoảng 100 PV, đúng không ạ? Year 5, 2,000 PV automatic. Đến năm thứ 5 chúng ta sẽ tự động có 2,000 PV một, đúng không ạ? Because you are adding your customer base bigger and bigger than people you are servicing. Bởi vì là chúng ta ngày càng phục vụ nhiều khách hàng hơn. If you sell 10 every month. Nếu mà chúng ta bán 10 cái máy lọc không khí một tháng.
Year 5, you are 4,000, almost 15% automatic. Đến năm thứ tư thì chúng ta tự động hàng tháng có doanh thu doanh số 15%, 4,000 PV, đúng không ạ? Tự động. By year 10, you are 9,000 PV just on the filter. Các anh chị đến năm thứ 10 chúng ta có 9,000 PV chỉ là thay lõi. You didn't sell anything, they call you for PV. Chúng ta không bán cái gì cho họ cả, họ tự động gọi chúng ta để thay lõi. That is what we experience. Đấy chính là gì mà tôi trải nghiệm trong hệ thống kinh doanh của mình. That is what we experience. People call you and give you PV. Đấy là những gì mà tôi đã có trong hệ thống của mình. Khách hàng tự động gọi điện cho các anh chị và tặng PV cho các anh chị. Okay, this one said about 20. By 5th year, automatic 21%. Các anh chị, nếu mà chúng ta bán 20 cái một tháng thì đến năm thứ 5 tự động trở thành silver. Chỉ là thay đổi lọc. Automatic. Tự động, các anh chị. You do the math. The more you do now and keep on doing and keep on doing, the volume will come after you, will chase you like a tsunami. Nên là các anh chị, nếu mà các anh chị chăm chỉ chia sẻ và các anh chị chăm chỉ làm việc cùng với công việc kinh doanh này và chia sẻ atmosphere thì cái doanh số ấy nó sẽ đuổi theo các anh chị như là sóng thần đuổi các anh chị ấy, các anh chị có biết không? À, cái màn hình của anh ấy bị tắt. Hả? So one of the most famous question is it's expensive, correct? Có phải cái câu hỏi mà rất nhiều người đặt ra đó là sản phẩm đắt không ạ? Có đúng không? Because now you're thinking it's expensive. Bây giờ chúng ta nghĩ là đắt. But I want to tell you, people don't buy based on price. Nhưng mà tôi chia sẻ với các anh chị là khách hàng họ không mua dựa trên giá. People buy based on priority. Mà họ mua dựa trên sự ưu tiên. When people have the priority, they will pay whatever the price. Khi mà họ có sự ưu tiên ở trong đầu họ thì họ sẽ trả bất kỳ giá nào anh chị. Okay. One thing you want to understand, Amway doesn't sell based on price. We don't compete with other brand because we want to be cheaper than them. Các anh chị hãy nhớ rằng là chúng ta kinh doanh sản phẩm của Amway không so sánh về giá, chúng ta không cạnh tranh với đối thủ của chúng ta về giá. Chúng ta sẽ không bán những sản phẩm rẻ hơn sản phẩm của đối thủ. If we want to compete on price, we should make the cheapest product so that we can be successful. But that's not true. Nếu mà chúng ta muốn cạnh tranh về giá thì chúng ta sẽ sản xuất những sản phẩm giá rẻ và chất lượng kém, đúng không ạ? Để chúng ta cạnh tranh, nhưng mà chúng ta không làm như vậy. We compete on quality. Chúng ta cạnh tranh về chất lượng, anh chị. That means when Amway makes a product, it should be able to deliver what it says it's supposed to do. Và khi mà Amway đã sản xuất ra bất kỳ sản phẩm nào thì tất cả những điều mà họ chia sẻ, họ cam kết về chất lượng. How many people here got iPhone 14, the latest iPhone? Put up your hand. Ai trong số các anh chị đã có iPhone 14? iPhone 14 là giơ tay. iPhone 14. 14. 14. 14. Oh, 14. 13. Some people go to Singapore and buy. Có. Bây giờ có rất nhiều người đang đi Singapore. Okay, who got iPhone 13? Ai có iPhone 13 giơ tay. Okay. Is iPhone expensive? Các anh chị có thấy iPhone đắt không? Có đắt không? I have gone shopping and the security guard taking care of the motorbike for iPhone. Các anh chị, tôi đi mua sắm ngày hôm nay, tôi thấy cái bác bảo vệ trong xe cũng có iPhone. Do you know one iPhone in Malaysia can buy a 50-inch TV, a fridge, a washing machine, a rice cooker and a food processor? Các anh chị có biết là một cái iPhone 13 ấy, ở Malaysia có thể mua được màn hình TV phẳng này, tủ lạnh này, máy giặt này, nồi cơm điện này, máy xay này, tất cả những cái này mua bằng một cái iPhone. Technically, if I'm newly married, my wife can get angry why you buy iPhone but got no fridge, got no TV, got no washing machine, no rice cooker, no food processor. Nếu mà tôi giả sử tôi vừa mới cưới vợ, tôi sẽ cáu với tôi rằng với tôi vì nói rằng tại sao mà anh đi mua iPhone 13 mà không mua cho em tủ lạnh và rồi là máy giặt, rồi là nồi cơm điện, rồi máy xay. When it's important to you, you don't see the price. Khi mà nó quan trọng với chúng ta không để ý đến giá, đúng không ạ? With one iPhone, I can buy two mini and two filter. Các anh chị, với một cái iPhone 14, chúng ta có thể mua hai cái mini và hai cái lõi lọc, anh chị. But with iPhone next year, I must change. Nhưng mà năm sau chúng ta lại phải thay cái iPhone đó. Because iPhone 15 will come out. Bởi vì năm sau lại có 15. But Atmosphere Mini, I don't need to change. Nhưng mà Atmosphere Mini chúng ta không cần phải thay. It can last 10 to 15
Asus Mini. Nên là các chị sẽ mua iPhone 14 hay là mua Asus Mini ạ? When you buy the Mini, you got more sales, you can buy more iPhone 14. Và bởi vì khi chúng ta mua Mini, chúng ta sẽ có bán được nhiều hơn và chúng ta có thể mua nhiều iPhone hơn anh chị. Ở đây. Đúng không ạ? So, it's not a price issue. Never, never, never think your double X is expensive, Omega Bar is expensive. It's not expensive. Nên là đừng bao giờ nghĩ về giá, đừng bao giờ nói rằng đắt với đắt, Omega Bar đắt. Không bao giờ nói về giá, đúng không ạ? When you can explain to people the benefit, they won't see the price. Khi mà chúng ta biết cách chia sẻ với khách hàng về lợi ích mà họ nhận được, thì họ sẽ không bao giờ nhìn đến giá. I just want to show you some pictures of the product performance. Và tôi chia sẻ với anh chị về một cái hiệu quả của sản phẩm. I know at the Amway Center you got the smoke machine. Tôi biết là ở trung tâm của Amway có cái máy demo về khói đúng không ạ? Đối với máy lọc không khí. Okay, this is a unit called Atmosphere Sky. What is about the same? Và đây chính là cái kết quả mà tôi muốn chia sẻ. Can you see the filter in a bedroom after about 18 months? Các anh chị, đây là cái lõi khi mà mở ra sau 18 tháng. This is the new filter and that is the filter. Đây là cái lõi cũ sau 18 tháng. In 18 months. Trong 18 tháng anh chị. And this is a very rich man living in a mansion. Và đây là một người gia đình rất là giàu có ở Malay. He doesn't smoke. Anh ấy không hút thuốc. So when he saw this, he was shocked. Và khi mà anh ấy nhìn cái kết quả này, anh ấy rất là shocked. So I told him, do you know this black thing could be in your lung? Và tôi hỏi anh ấy rằng anh có biết những cái thứ đen đen này nó có thể nằm ở trong phổi của anh không? But because you got the atmosphere, it suck all the black thing and protect your lung. Nhưng mà bởi vì anh đặt cái máy này ở trong phòng ngủ của anh vào buổi đêm, nên là tất cả những cái thứ bẩn thỉu này nó sẽ nằm cái ở trong cái máy này, không phải chui vào phổi của anh. He in total has bought over 12 atmosphere from us. Và ông ấy đã mua 12 units. 12 cái máy lọc không khí từ chúng tôi. Because one unit can make him believe. And you know what? One day he said, I want another atmosphere. I say, you got so many, why do you want one more? I want to give as wedding present. Và có một ngày anh ấy gọi điện cho tôi nói rằng là tôi muốn mua một cái máy lọc không khí mới. Tôi hỏi là anh đã mua rất nhiều rồi, sao mua nữa làm gì, đã phải thay đâu? Ông ấy bảo tôi mua để tặng quà cưới. So here is in an office, I was just showing them the air quality before and after when we change the filter. Các anh chị, đây là trong một cái văn phòng mà tôi đã đến thay cái lõi và tôi cho họ xem cái chất lượng không khí từ lúc mà trước khi thay và sau khi thay cái lõi. The atmosphere really works. Và máy lọc không khí, atmosphere của chúng ta đã áp lọc rất là hiệu quả. So when you talk to family, I give you another idea. Và khi mà anh chị chia sẻ với các gia đình ấy, tôi chia sẻ với anh chị một cái ý tưởng. Never argue with people, make them think. Đừng bao giờ tranh luận với khách hàng, hãy đặt câu hỏi để họ suy nghĩ, được không ạ? Okay, say like, okay, Miss Dao that I know. Miss Dao got children. Bây giờ tôi hỏi chị Dao thì tôi biết, đúng không ạ? So let's say she is my customer and I say, Miss Dao, example, your baby, let's say this is, she got a baby, I say, your baby, if we put in the room now, and we put the air quality monitor, now we go out and drink coffee. Và đây là tôi sẽ hỏi chị Đào là giả sử chị có con đúng không ạ? Và chúng ta bật cái máy lọc không khí ở trong phòng của con, và con chúng ta ra ngoài để uống cà phê. And we come back after 1 hour, will the air quality be better? Và chúng ta sẽ quay trở lại sau 1 tiếng thì cái chất lượng không khí sẽ tốt hơn. Will the air quality be better? Cái chất lượng không khí sẽ tốt hơn không? Why would it be better? Sao chị lại nghĩ nó có một atmosphere? No, there's no atmosphere. Em bé ở trong phòng thôi chứ không có máy lọc không khí ạ. Có một em bé. So, there's no atmosphere, just baby only. Chỉ có một em bé ở trong phòng thôi, không có máy lọc không khí ạ. Will the air be better? Chị có thấy rằng là chúng ta để em bé ở trong phòng và sau 1 tiếng chúng ta quay lại thì the air will be better because the baby is the filter. Cái máy lọc không khí sẽ tốt hơn bởi vì phổi của em bé chính là cái máy lọc. Correct. Đúng ạ. Because if the air in the room is dirty, the baby is breathing and cleaning the air. Bởi vì là khi mà cái không khí ở trong phòng nó bẩn, em bé hít thở và nó sẽ thông qua phổi của em bé để lọc, đúng không ạ? So Miss Dao, your baby is not an air filter. Thế chị Dao ơi, chị có định để con chị làm máy lọc không khí không? Get the atmosphere mini. Hay là chị mua máy lọc không khí để thay cho cái phổi của con? Make people think, don't argue with people. Hãy để cho họ suy nghĩ, đúng không ạ? Đừng tranh luận với họ. So I said, Mr. If you have the atmosphere mini,
is like your baby sleeping in New Zealand every day. Và tôi nói với chị Đào rằng chị ơi, chị hãy mua máy lọc không khí này đặt trong phòng ngủ thì giống như con của chị đang được ngủ ở New Zealand hàng ngày anh chị. So if people say where are you going today? Today I'm going to New Zealand to sleep. Nên là nếu mà người khác hỏi chị rằng because I got Emoji Mini in my house. Chị sẽ ngủ ở đâu? Nói rằng là hôm nay tôi sẽ đến New Zealand để ngủ bởi vì tôi có máy lọc không khí mini đặt ở trong phòng ngủ. So when you serve people, think not just one product. If they got baby, what some or other people, elderly people, father, mother, what other things you can promote, supplements. So not one product. Think about the whole thing. Okay? Đây là khi mà chúng ta chăm sóc khách hàng của mình, phục vụ khách hàng của mình. Các anh chị đừng nghĩ đến một sản phẩm mà chúng ta hãy nghĩ đến tổng thể hệ sinh thái và sức khỏe cho khách hàng, đúng không ạ? Okay. So change your health by changing the air you breathe. Và hãy cải thiện sức khỏe của mình và gia đình của mình bằng cách thay đổi không khí mà bạn đang hít thở, đúng không ạ? So I finish my sharing. I'd like to thank all of you all for your wonderful hospitality. I'd like to thank them. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah.